Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, vào đêm ngày 20 tháng 8, Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV lớn nhất từ trước đến nay vào Moscow. Các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy ít nhất 10 UAV bay về phía thủ đô vào đêm ngày 20 tháng 8 và thêm 2 chiếc khác vào sáng ngày 21 tháng 8. Một số UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Podol, thành phố lớn nhất tỉnh Moscow, cách Điện Kremlin khoảng 38 km về phía nam. Thị trưởng Sobyanin cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram lúc 4 giờ 43 phút ngày 21 tháng 8, các hệ thống phòng không của Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV của đối phương. Đây là một trong những nỗ lực tấn công của Moscow bằng UAV lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hoặc thiệt hại nào sau các cuộc tấn công. Hiện cũng chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu UAV tham gia cuộc tấn công. Trong một vài tháng trở lại đây, Ukraine thường xuyên phóng một hoặc hai UAV nhắm vào Moscow, song các vụ tấn công đều được ngăn chặn và không gây ra thiệt hại đáng kể. Kiev cũng đã tăng cường các cuộc không kích vào lãnh thổ Nga trong vài tháng qua, tuyên bố mục tiêu của họ là phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Cuộc không kích ngày 20 tháng 8 được cho là có quy mô lớn hơn cuộc tấn công vào tháng 5 năm 2023, khi ít nhất 8 chiếc UAV đã bị phá hủy khi đang trên đường bay tới thủ đô. Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đây là âm mưu của Kiev nhằm đe dọa và khiêu khích Nga. Ukraine và Nga hiếm khi tiết lộ quy mô, số lượng UAV tham gia tấn công cũng như toàn bộ mức độ thiệt hại mà các cuộc tấn công gây ra, trừ khi cơ sở hạ tầng dân sự hoặc dân sự bị hư hại hoặc dân thường thiệt mạng. Các quan chức Nga chỉ ra vụ tấn công vào Moscow đêm ngày 20 tháng 8 là một phần trong chiến dịch tấn công UAV rộng hơn của Ukraine vào Nga trên vùng biên giới Bryansk phía tây nam Liên bang Nga. Tại đây, lực lượng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không cũng phá hủy 18 UAV của Ukraine. Trong khi đó, tại khu vực Kursk, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Siersky ngày 20 tháng 8 cho hay, quân đội Ukraine đã tiến sâu 20 đến 35 km vào khu vực Kursk, trong khi Moscow đang điều động một số quân từ các hướng khác để tăng cường các vị trí ở Kursk. Dù vậy, các nhà phân tích quân sự nhận định Ukraine khó có thể duy trì chiến dịch xâm nhập quân sự vào lãnh thổ Nga. Nhiều nhà phân tích đánh giá chiến dịch xâm nhập của Ukraine lần đầu tiên diễn ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 2 năm đã trao cho Kiev quyền chủ động trên chiến trường, song kết quả của nó không hề chắc chắn. Phía Ukraine cho biết các lực lượng nước này đến nay đã kiểm soát hơn 1.250 km2 và 92 khu định cư tại tỉnh Kursk, trong khi đó Nga khẳng định đã chặn được chiến dịch tấn công của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga ngày 20 tháng 8, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Abdialarinov cho biết, việc phá hủy các nguồn lực chính của quân Ukraine, bao gồm cả các đội hình tiền phương, đã gây tổn thất vô cùng nặng nề cho đối phương, khiến họ mất rất nhiều trang thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và lính bộ binh. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Alarinov lưu ý, lực lượng đặc nhiệm Akhmat đang dọn sạch một số khu vực đông dân cư ở Kursk từng lọt vào tay quân Ukraine và hiện không còn phải lo lắng đối phương có thể đi qua khu vực mình đang đóng quân. Vị chỉ huy này nói đã có các lính tư nhân nước ngoài tham gia vào chiến dịch đột kích Kursk của Ukraine, bao gồm cả những quân nhân từ các nước NATO. Ông Alaudinov tin chiến dịch Kursk là âm mưu do Mỹ, Anh và các cường quốc NATO khác gian xếp nhằm đánh lạc hướng Nga và khiến nước này dừng tiến quân qua các khu vực Ukraine. Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với một phóng viên Trung Quốc, ông Alaudinov bày tỏ hy vọng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới. Cuối ngày 19 tháng 8, ông Alaudinov thông báo đã nhận được một lượng lớn bằng chứng bằng hình ảnh chụp các dân thường Nga bị tấn công thẳng vào đầu và sau đầu. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ trả thù cho họ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Chechnya trong ngày 20 tháng 8, lần đầu tiên kể từ năm 2011. Ông được Ramzan Kadyrov, người đứng đầu nước Cộng hòa, đón và đưa tới thăm Đại học Lực lượng Đặc biệt SFU ở Gudemes, người đã giúp thành lập trường vào năm 2013. Ông Putin nói với các học viên đang chuẩn bị triển khai ra mặt trận ở Ukraine. Thật vui khi được gặp các bạn ở đây. Quyết định các bạn đưa ra là rất khó khăn. Một chuyện là bắn tập, còn một chuyện khác là phải đặt mạng sống và thân thể của mình vào nguy hiểm. Nhưng các bạn cảm thấy cần phải bảo vệ Tổ quốc và có đủ dũng khí để đưa ra quyết định đó. Ông Putin tiếp tục,
Từ đáy lòng, tôi muốn chúc mừng các bạn, cảm ơn các bạn vì quyết định này và chúc các bạn may mắn. Chừng nào chúng ta còn có những người như các bạn, chúng ta hoàn toàn và tuyệt đối bất khả chiến bại. Lãnh đạo Chechnya Kadyrov cho biết, Đại học Lực lượng Đặc biệt đã đào tạo hơn 47.000 binh sĩ, bao gồm cả các tình nguyện viên, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người đứng đầu Chechnya cho biết, tập thể tình nguyện viên tiếp theo đã hoàn tất khóa đào tạo tại Đại học Lực lượng Đặc biệt sẽ lên đường đến khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trong những ngày tới. Ông Putin đã kiểm tra khu đào tạo ở Gudames, quan sát một số bài học và trò chuyện ngắn với các chỉ huy lực lượng đặc biệt, các giảng viên và tình nguyện viên đang huấn luyện tại cơ sở này. Theo Điện Kremlin, đây là lần đầu tiên ông Putin tới thăm Đại học Lực lượng Đặc biệt được thành lập sau chuyến thăm trước đó của ông tới Chechnya. Vào tháng 2 năm nay, ông Kadyrov đã thông báo rằng học viện sẽ được đặt tên theo chính Tổng thống Nga Putin. Trước đó trong ngày, Tổng thống Putin đã dừng chân tại hai khu vực khác ở Bắc Caucasus, Kabardino-Balkaria và North Ossetia-Alania. Cơ quan tình báo nước ngoài Nga SVR mới đây đã cáo buộc các quốc gia NATO đã giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của nước này. Tờ báo Izvestia ngày 21 tháng 8 đăng tải một tuyên bố của cơ quan tình báo nước ngoài Nga cho biết, theo thông tin hiện có, chiến dịch đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan. Theo cơ quan tình báo nước ngoài Nga, các đơn vị Ukraine tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ của Nga từ ngày 6 tháng 8 đã trải qua các khóa huấn luyện tại Anh và Đức. Cơ quan này nhấn mạnh, các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối những đơn vị đột kích sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine. Tình báo Nga lưu ý thêm, NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh lính Moscow. Báo The Times của Anh cũng đưa tin, các đồng minh phương Tây đã ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tờ báo này cho hay, một số tay súng tham gia chiến dịch đột kích Kursk đã được huấn luyện chiến đấu trong đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine cũng sử dụng rộng rãi các khí tài phương Tây cung cấp ở Kursk, bao gồm cả xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức chế tạo. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga ngày 20 tháng 8 đã triệu tập Stephanie Holmes, đại biện Mỹ tại Moscow tới, để trao công hàm phản đối sự tham gia của một công ty quân sự tư nhân PMC của Mỹ vào chiến dịch đột kích Kursk của Ukraine, cũng như hành động khiêu khích của các nhà báo Mỹ bị Moscow cáo buộc xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới. Theo đài RT, công ty PMC có tên gọi Nhóm Quan sát Tiền Phương trước đó đã đăng tải một bức ảnh trên mạng xã hội Instagram chụp các nhân viên của họ mặc đồ quân sự và cầm vũ khí, kèm tuyên bố đang tham gia vào chiến dịch đột kích vùng biên giới Nga của Kiev. Ba tay súng trong ảnh đeo bằng tay màu xanh, thứ thường được binh lính Ukraine đeo ở tiền tuyến. Thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, bằng chứng này mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng nước này không liên quan đến vụ đột kích của Ukraine. Nhà chức trách Nga nói thêm, động thái rõ ràng chứng minh vai trò của Mỹ là bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và sự đồng lõa của nước này trong các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các nhà báo Mỹ trên đất Nga mà không có sự cho phép của nước sở tại để đưa tin về tình hình tại Kursk. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các công dân Mỹ liên quan đến những hành động bất hợp pháp như vậy sẽ phải đối mặt với việc bị các cơ quan có thẩm quyền của Nga điều tra và buộc phải chịu trách nhiệm theo Bộ Luật Hình sự của Nga. Ukraine không cần sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh ở vùng Kursk bởi máy bay không người lái UAV tự chế của Kiev có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn cho quân đội Nga. Theo tờ Telegraph, quan chức Mỹ cho rằng không cần phải phóng tên lửa Storm Shadow của Anh vào bên trong lãnh thổ Nga do UAV tự chế của Ukraine đang phát huy hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu. Vị quan chức Mỹ nói, trên thực tế, Ukraine đã có thể tạo ra tác động thực sự bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV tầm xa nội địa. Họ đã chứng minh khả năng tấn công một số sân bay nằm ngoài tầm bắn của Storm Shadow bằng các UAV mà Ukraine tự chế tạo. Trong quá trình tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8, Ukraine đã sử dụng nhiều loại UAV tự sát. Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, các UAV của Ukraine đã tấn công vào 4 sân bay của Nga, nhưng nhấn mạnh thêm thành công của nhiệm vụ này cho thấy cần có cả tên lửa. Ông Zelensky nói, có những thứ bạn không thể làm được chỉ bằng UAV. Thật không may, chúng tôi cần một loại vũ khí khác, đó là tên lửa. Hôm 19 tháng 8,
Ông cho rằng cuộc đột kích vào vùng Kursk có thể tránh được hoàn toàn nếu như các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev tên lửa Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu các đối tác của chúng tôi dỡ bỏ mọi hạn chế hiện tại đối với việc sử dụng vũ khí trên lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ không cần phải tiến quân vào khu vực Kursk để bảo vệ công dân Ukraine ở các khu cộng đồng biên giới và loại bỏ khả năng tấn công của Nga. Thông tin này xuất hiện sau khi Điện Kremlin cho hay Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ 3 ở Kursk hôm 19 tháng 8 nhằm phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga và củng cố quyền kiểm soát ở những khu vực mà Ukraine đã chiếm đóng. Còn theo ông Ben Wallace, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh, tên lửa Storm Shadow sẽ hỗ trợ Ukraine ở Kursk, song tên lửa Taurus của Đức còn có thể tạo ra tác động lớn hơn vì chúng mang đầu đạn có thể phá hủy các cây cầu hiệu quả hơn. Mỹ, Anh và Pháp đang tranh cãi gay gắt với Tổng thống Zelensky về lệnh cấm do Anh áp đặt nhằm ngăn cản Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được phép tấn công vào các mục tiêu của Nga bằng tên lửa Storm Shadow trong quá trình tấn công vùng Kursk. Ban đầu, Storm Shadow được Anh gửi đến Ukraine để tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea. Song giới chức Mỹ hiện quan ngại việc triển khai các tên lửa của Anh trên lãnh thổ Nga sẽ bị xem là hành động leo thang căng thẳng và khiến Moscow có động thái đáp trả các đối tác của Ukraine. Tên lửa tầm xa Storm Shadow có chiều dài 5,1m, dài cánh 3m, đường kính thân 0,48m, nặng 1,3 tấn và phạm vi hoạt động hơn 250 km. Giá của một tên lửa Storm Shadow là khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!